Rồi tình sao đổ má lên mò mua tủ ở trên họ cái phòng ở trên còn trống mà không dám trong ở đó, rồi đi lên mò mua ổng làm cái phòng dầu quách luôn mày. Hai cái áo hai người ta muốn muốn ta mở cửa sổ lên muốn xong đóng cửa sổ hai cái gói hai bộ ra hai cái gói hai bộ mới mua ra đó ông nội ra trời giờ thấy ý con đẹp mới mua cho đó cái ra màu xám mà giờ tôi thấy cũng màu đen luôn cái ra đó đẹp mới mua đó. Vô chỗ coi tôi là trước khi tôi vô là có khăn bự tôi trải rồi bắt đầu mới đi cái giò lên mới lên giường. Mà phòng ở đây lớn không? Ừ, y chang một kiều. Kỹ vậy đó đụng. Kiều ở lên xe là lót khăn. Lót dơ không? Nhiều khi nước không, cái giò phòng phòng anh Tân sạch lắm. Mà toàn là treo qua cái hình ở trên cái chùa cũ à. Cái nhà cũ anh đó. Ở cái nhà mấy cái hình ấy. Ông này cũng vậy nè, treo cái hình. Cái thường đó. Chơi kì đó. Cho ông lên chợ nó được chứ mà ông bày hay quá đi, nuôi dáng. Ông ăn cơm ông để ở hết lẩm vậy. Cái thứ hai là ăn uống là không có nên đem vô phòng ăn. Giờ để cho ông ở đây hút thuốc đặng nó tuổi có vô. Đem vô phòng ăn này chắc đóng đóng hồi đó ông ở nó ở nhà bà sổ kìa. Nó thêm mày bết đê nhỏ nhỏ là mày xuống nó là lấy chén đi đổ được lên là làm khỏi đi bượm á. Trời đụ má cái phòng đây là tu. Mày bước lên mày thấy trời đụ má bán nhà hàng thế này cái gì á. Nó chấm chấm trong cầm ngông rồi nè. Rồi sao ông nhà nó hết chén không chứ không đi kiếm hả? Rồi bắt đầu hết mày phải lên lột đem xuống rửa. Đụ ông nội vậy nè. Một thằng đánh ra bên tà, một thằng thôi là thằng đánh qua xuân tân. Mày giữ lại lấy tiền cò. Mà đa số bà con đổ xô anh đợi cũng ghê. Đợi nó quýnh nhiều không? Cái gì cũng không đợi. Được rồi. Có nào quýnh anh đợi thẳng được.